Xin kính chào tất cả các quý vị gia chủ cùng toàn thể các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Xuân. Hiện tại thì tôi đang là tư vấn phong thủy của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay ở video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các quý vị một số những cái bức tranh phong thủy các quý vị thường sử dụng để treo ở trong nhà để tạo ra giàu sang phú quý cũng như là hút tài hút lộc, sinh vượng khí cho gia chủ. Đầu tiên, bức tranh phổ biến nhất mà chúng ta thường dùng đó chính là bức tranh tứ quý. Nói đến tranh tứ quý là nói đến tranh giàu sang phú quý. Và nói đến tranh tứ quý thì chúng ta cũng nói đến cái bốn mùa trong năm. Và để biết ý nghĩa của từng bức tranh trong bộ tranh tứ quý thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là bức tranh về cây mai. Bức tranh mai. Đấy. Mai là bức tranh đại diện cho mùa xuân. Nhắc đến hoa mai thì nhiều người thường nghĩ đến là mai vàng trong đặc trưng của người miền Nam. Tuy nhiên thì cái mai trong tứ quý thì chúng ta có rất là nhiều màu sắc, có mai vàng, có mai đỏ và có mai trắng. Đấy, nó sinh trưởng trong bất cứ thời tiết nào, dù là thời tiết nắng hay là thời tiết se lạnh, nó tạo lên những cái phong cách cũng như là những cái không gian sống đầy đủ và phong phú của người Việt Nam. Đấy, mai thì vượt qua cái lạnh khắc nghiệt hoặc trường tồn những cái khó khăn của thời gian để bung ra để nở được trong cái mùa xuân, mùa tươi đẹp và mùa tinh khôi nhất. Trong phong thủy thì cái mai ấy, nó đại diện cho sức sống mãnh liệt của sự thuần khiết. Đấy, vì vậy như nên là cái bức tranh mai trong tứ quý này thì nó mang lại ý nghĩa là giúp cho gia chủ có được tấn tài, tấn lộc, giàu sang, phú quý. Đấy, đó là cái biểu tượng của bức tranh mai. Và đây là bức tranh mai được đính bằng đá nhé. Đây, tranh mai được đính bằng đá phong thủy, đá Thạch Anh đấy ạ. Đây, chúng ta nhìn. Đấy, rất là chi tiết bằng những cái hạt đá vụn Thạch Anh đầy đủ. Ngoài ra cái bức tranh được làm bằng đá Thạch Anh ấy thì nó có tác dụng nữa trong phong thủy là nó sinh khí và đẩy được những cái trường khí xấu, hút được những cái trường khí tốt cho gia chủ, tạo lên những cái phong thái cũng như những cái không khí trong lành và ấm cúng nhất cho gia chủ. Đồng thời thì cái bức tranh đá ấy sẽ sinh khí và hút tài, hút lộc cũng như là tạo ra những cái vượng khí nhanh nhất cho gia chủ. Đấy. Tiếp theo là bức tranh về cúc. Đây ạ, đây chính là bức tranh cúc đại diện cho mùa thu. Bức tranh này cũng được làm từ đá Thạch Anh phong thủy nhá quý vị nhá. Đây ạ. Đấy, zoom gần nhìn rất là chi tiết. Đấy, trong cái tranh tứ quý này thì chúng ta thường dùng tranh về cây bông cúc vạn thọ. Đấy, vì sao? Bởi vì cây cúc, bông cúc vạn thọ đại diện cho sự trường thọ, kể cả khi hoa có tàn đi chăng nữa thì nó cũng không bị rụng ra khỏi thân cây. Đấy, trong phong thủy thì cái cây cúc vạn thọ đấy biểu tượng cho sự thanh cao và tránh xa được những cái cám dỗ trong cuộc sống. Đấy, và cái hoa cúc này là cái hoa cúc phúc lộc trường thọ và nhân cách cao sang. Đấy, trong phong thủy thì cái hoa cúc này nó cũng đại diện cho từng lớp và những cái tầng lớp người già và những cái tầng lớp cao niên. Vì thế nên là tranh khi mà treo tranh vương cúc trong nhà ấy thì nó sẽ tạo cho gia chủ những cái về sức khỏe, về vượng khí để cho gia chủ có thể là sống an lạc, vui tươi, khỏe mạnh và bền vững lâu dài. Tiếp theo là bức tranh về cây trúc. Đây chính là bức tranh về cây trúc đại diện cho mùa hạ. Trúc là cái loại cây có sức sống mãnh liệt. Đấy, chịu được mọi thời tiết dù là khô hạn hay là hanh khô. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sống xanh tốt. Và cây trúc thì nó có thân vừa dài vừa cao và nó thẳng, nó không nghiêng ngả đi đâu cả. Vì thế nên là trong phong thủy thì cây trúc gắn liền với những cái hình ảnh của đức tính của người quân tử, cũng như là người ngay thẳng kiên cường. Đấy, không chịu khuất phục dưới mọi hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vì vậy trong phong thủy khi mà chúng ta treo cây trúc, hình ảnh của cây trúc trong nhà ấy, thì nó biểu tượng cho sự bền vững, kiên cường, chịu được mọi sóng gió. Tức là khi mà treo trúc trong nhà thì gia chủ sẽ được có được những cái đức tính bền vững và chịu thương, chịu khó, vượt mọi thời gian, vượt mọi những cái khó khăn để chúng ta có thể là giải quyết được những cái công việc một cách suôn sẻ và bền vững nhất. Và cái cây trúc này cũng đại diện cho sức khỏe bền vững này, đại diện cho tài lộc bền vững này, và cái của cải của chúng ta được bền vững và không bị tiêu tán. Như các bạn đã biết thì cây tùng là một cái loại cây rất là
bền vững trong mọi địa hình địa thế, dù là ở vách đá hay ở khe núi hay là ở những cái mảnh đất khô cằn, thì cây tùng này vẫn sống và hiên ngang, cao to, vững bền theo thời gian. Đấy. Cây tùng thì đại diện cho sự khí phách anh hùng. Đấy. Và trong phong thủy thì cây tùng nó đại diện cho sự thầm lặng, bền vững. Đấy. Và không kêu ca than vãn, vượt qua được mọi thử thách. Đấy. Thì cái cây tùng này đại diện cho mùa đông. Đấy. Và đồng thời thì cây tùng này cũng đại diện cho sự may mắn, tài lộc, vui vẻ, cũng như là con cháu hòa đồng và vượng khí trong ngôi nhà cũng sẽ được tăng lên gấp nhiều lần khi mà chúng ta treo được bức tranh tùng hạc trong ngôi nhà của mình. Trong bất cứ bức tranh tứ quý nào cũng thế, tất cả những cái loài cây cùng đi liền với một loài chim. Ví dụ như cây hoa mai thì sẽ đi với chim khổng tước gọi là mai điểu. Đấy. Cây hoa cúc thì đi với gà gọi là cây cúc. Đấy. Và cây tùng hạc hay là cây thông thì sẽ đi với. Như vậy không chỉ tạo lên tính thẩm mỹ cho căn nhà, bộ tranh tứ quý còn mang ý nghĩa hướng đến sự may mắn, tài lộc, bình an, thể hiện sự cân bằng và khí chất ngay thẳng, cương trực, thể hiện sự quân tử của gia chủ, đồng thời mang được lại cho gia chủ những cái vượng khí, tài lộc cũng như là của cải sẽ không bị tiêu tán. Đấy, mang được lại cho sự niềm vui, hạnh phúc cho con cháu. Đấy. Trong bức tranh tứ quý này thì rất được nhiều gia chủ lựa chọn và sử dụng bởi vì nó đại diện cho bốn mùa của người Việt Nam, đồng thời nó đại diện cho những cái tính chất và khí thế của người Việt Nam. Và bức tranh tứ quý này thì chúng ta lên treo ở phòng khách bởi vì tranh tứ quý này thì gia chủ mang bất cứ mệnh nào cũng có thể dùng được. Bởi vì tranh tứ quý là tranh rất là lành tính, nó không gây xáo trộn và ảnh hưởng khi chúng ta treo không đúng hướng hoặc là không đúng vị trí. Và bức tranh này thì chúng ta thường sẽ treo ở phòng khách hoặc là phòng thờ, tạo lên sự trang nghiêm bền vững cho gia chủ. Bức tranh thứ hai tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn biết đó chính là bức tranh đồng quê. Đây ạ. Bức tranh đồng quê này thì là bức tranh đại diện cho mệnh thổ, vì thế nó hợp với những cái gia chủ mệnh thổ, mệnh kim và hoặc là những cái gia chủ mệnh hỏa thì cũng có thể dùng được. Đấy. Ngoài ra thì bức tranh này cũng có thể treo ở một cái hướng nào của gia chủ. Ví dụ như bức tranh đồng quê đại diện cho sự ấm no hạnh phúc thì chúng ta có thể treo ở phòng bếp, phòng ăn của chúng ta. Đấy. Vì thế là ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào cái bức tranh đồng quê là sự bình yên thầm lặng, sự hiền hòa mang đến cho gia chủ những cái bình an hạnh phúc. Đấy. Và mang đến cho gia chủ những cái tính cách hiền hòa, hòa đồng với mọi người và tạo lên được những cái vận khí tốt, vận khí bình an và những cái vận khí giúp cho gia chủ có được những cái sự giàu có, ấm no, hạnh phúc, sự phồn vinh trong công việc cũng như là trong tất cả những cái lĩnh vực của gia chủ cũng như là của ngôi nhà của chúng ta. Đồng thời cái bức tranh đồng quê này có dòng sông, có cây cầu đấy để tạo lên cái sự liên kết hay là còn nói là giúp cho gia chủ có thể là hút được những cái khí tốt tài lộc và đưa vào trong nhà một cách dễ dàng và tốt nhất. Đây chính là bức tranh đồng quê mà được ghép bằng đá đá thạch anh. Tranh đồng quê cũng có rất là nhiều loại bức tranh, có bức tranh còn có cả giếng nước, có bức tranh có cả sân đình, có bức tranh có cả người tiều vu phu đánh cá, có những cái bức tranh đầy đủ những cái hoạt động dân dã như là ngư tiều canh mục đấy. Và vì thế nên là tranh đồng quê chúng ta cũng có rất nhiều sự lựa chọn. Đấy, đây là bức tranh đơn giản và được đấy, được chi tiết được tôn lên bởi những cái viên đá thạch anh rất là tốt. Bức tranh này cũng là bức tranh đại diện cho mệnh thổ và những gia chủ mệnh kim dùng rất là tốt bởi vì là sẽ lấy thổ để dưỡng kim. Đây ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy đá đây ạ. Rất là đẹp và chi tiết luôn đấy. Có đầy đủ các màu sắc đại diện cho ngũ hành luôn. Trong bức tranh nào cũng có thể cũng đại diện được cho ngũ hành kim mộc thổ tỷ hỏa. Nếu như mà bức tranh nào mà chỉ đại diện cho một khía cạnh thì nó sẽ tạo lên sự mất cân bằng trong phong thủy. Vì thế nên là bức tranh nào cũng thế,
hòa quyện được 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 ngũ hành kim mộc thổ thủy hỏa. Bức tranh Kiểu Ngư Vận Hội hay còn gọi là Kiểu Ngư Quần Hội. Tranh Kiểu Ngư Quần Hội được nhiều gia đình lựa chọn để treo trong phòng khách với mong muốn mang lại những cái điều tốt đẹp cho gia đình. Kiểu Ngư Quần Hội là bức tranh gồm có 9 con cá chép vượt qua ngũ môn để hóa rồng. Đấy. Vì thế nên là cá chép ở đây được đánh giá ngang tầm với rồng và là một con vật được coi là linh thiêng nhất, giúp cho gia chủ có được sự thăng tiến, công danh, sự nghiệp và tiền tài. Nhất là với những cái người làm ăn buôn bán thì cá chép lại càng có ý nghĩa đặc biệt vì nó có thể giúp cho công việc kinh doanh của họ được thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Đấy, đấy đấy chính là ý nghĩa của bức tranh Kiểu Ngư Quần Hội. Đấy, bức tranh này thì thường hợp với những cái gia chủ mệnh thủy. Và bức tranh này thì thường sẽ treo ở phòng khách hoặc là phòng thờ của chúng ta cũng có thể treo được, hay là phòng sinh hoạt chung. Đó, vì nó ngoài giúp cho chúng ta làm ăn thuận lợi thì nó cũng giúp cho chúng ta được bền vững trong hạnh phúc gia đình. Đấy. Bức tranh tiếp theo là bức tranh Mã Đáo Thành Công. Bức tranh này thì được rất là nhiều gia chủ tin dùng và nó rất về mặt thẩm mỹ thì nó rất là đẹp và mạnh mẽ. Đấy. Nếu như bạn là người đi làm ăn công tác xa nói riêng hay là kinh doanh mua bán nói chung thì chắc chắn bạn hãy nên dùng cái tranh phong thủy Mã Đáo Thành Công. Như nó như là một lời chúc may mắn và thành công. Đặc biệt thì nó còn mang cái ý nghĩa là tốc chiến tốc thắng, bởi vì sao? Ngựa từ xưa đến nay nó đã đại diện cho việc đi chinh chiến. Tranh Mã Đáo Thành Công này được treo ở phòng khách hoặc là phòng làm việc của chúng ta thì nó sẽ tạo lên một khí chất anh hùng. Và đấy, cái bức tranh này thì nhiều gia chủ mua để tặng cho khách hàng hoặc là đối tác, hay là làm quà biếu để tặng sếp mừng khai trương tân gia, khởi công hoặc là một sự kiện nào đó. Nó thay cái lời chúc may mắn và tài lộc tùng hạc diên niên, hay còn gọi là tùng hạc đồng xuân, là bức tranh chứa đựng ý nghĩa về khí tiết thanh cao, trí tuệ sáng suốt, thể hiện biểu tượng của sự trường thọ và gắn bó với những cái gì bền vững vĩnh cửu nhất. Đấy, ngoài ra thì tượng tranh tùng và chim hạc, hai chữ Hán Việt là diên niên, có nghĩa là lâu năm, cũng mang ý nghĩa về trường thọ, đấy, an lạc cho gia chủ. Thêm vào đó thì cái sự xuất hiện của ánh mặt trời đấy ạ, đấy chính là cái ánh mặt trời đấy ạ, sáng chói và đầy sức sống trong một bức tranh cũng là một cái biểu tượng tốt đẹp, mang lại sự may mắn, thịnh vượng, phồn vinh và sáng lạng công về công danh cũng như là sự nghiệp cho gia chủ. Trong cái tranh tùng hạc diên niên ấy có rất là nhiều loại tranh, có bức tranh màu chủ đạo sẽ là màu xanh lá đậm ở những cái phương đông nam hoặc là phương nam, bởi vì nó đại diện cho cung phú quý. Nếu như gia chủ đặt ở đó thì nó sẽ được những cái tài lộc dồi dào và nhiều may mắn. Đối với những bức tranh có màu chủ đạo là màu hồng, màu đỏ hoặc là màu cam thì chúng ta sẽ chủ đạo ở hướng nam và tây nam, bởi vì nó tạo nên cái danh tiếng. Nếu như mà gia chủ muốn được sự thành công và nổi tiếng đấy. Còn một loại tranh tùng hạc thì nó đại diện cho hướng bắc đấy, hay còn gọi là cái hướng sự nghiệp đấy. Nếu mà gia chủ muốn sự nghiệp của chúng ta vẻ vang và có nhiều mối thân tình trong làm ăn thì chúng ta nên treo bức tranh đó ở phương bắc đó. Ở đây cũng là cái một bức tranh tôi muốn giới thiệu, tranh tùng hạc được làm từ đá thạch anh, nó cũng rất là chi tiết. Đây ạ. Đây, mặt hạc đây được đắp bằng đá thạch anh đấy ạ. À, chi tiết. Đá thạch anh. Nó cũng đại diện cho đầy đủ ngũ hành nhá. Kim, mộc, thổ, thủy, hỏa đều có hết. Đó. Và cuối cùng tôi muốn giới thiệu cho quý vị đó chính là bức tranh hoa cúc. Đây là một cái loài hoa bình dị và đơn sơ nhưng mang nhiều ý nghĩa và cũng được nhiều gia đình lựa chọn để làm quà tặng cho người thân gia đình và làm quà tặng cho những cái ngày lễ mừng thọ của ông cha, bởi vì cái nét đơn giản ấy trở thành một cái điều đáng mến và đáng được tôn trọng. Nó mang vẻ đẹp và mang lên được cái sự sức sống bền vững và mãnh liệt. Cúc vạn thọ này thì thường sẽ treo ở trong trong phòng ngủ của ông bà
Hoặc là trong gia đình có người cao tuổi thì chúng ta cũng sẽ dùng cái bức tranh này, mong muốn cho những người cao tuổi đó được sống bền vững, bền lâu và được sống thọ. Đấy, bức tranh này nó mang lại cái tiết khí rất là tốt, vừa tiết khí bình an, vừa tiết khí giúp cho gia đình chúng ta được sống thọ và trường thọ theo thời gian. Tôi đã giới thiệu xong cho các vị 6 bức tranh phổ biến nhất của người dân tộc Việt Nam của chúng ta thường dùng và những cái vị trí nên treo. Đấy. Nếu như quý vị và các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.